Rất vui được gặp lại quý vị trong phần 2 của chương trình Giờ Kết Sổ trên kênh truyền hình FBNC. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng cập nhật những thông tin thị trường đáng chú ý. Thưa quý vị, thông tin từ Bộ Công Thương, Chính phủ Việt Nam đang tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược cho PV Power và sẽ giảm sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp này xuống dưới 50%. Việc bán số cổ phần này có thể mang về cho ngân sách 700 triệu đô la Mỹ và số tiền thu được sử dụng làm nguồn vốn đầu tư cho các dự án năng lượng khác. Vào khoảng tháng 10 năm 2016, thì PV Power cũng vừa công bố kế hoạch bán 25% cổ phần ra công chúng trước khi kết thúc năm 2016. Theo kế hoạch này, sau khi IPO, cổ đông nhà nước sẽ nắm giữ phần còn lại của 75% cổ phần. Tính đến cuối năm 2015, thì PV Power có vốn điều lệ là 21,8 ngàn tỷ đồng, tương đương 972 triệu đô la Mỹ. PV Power là đơn vị do Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam PVN nắm 75% vốn và là công ty sản xuất điện lớn thứ hai sau Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN. Trong năm 2016, PV Power đã công bố doanh thu tổng công ty đạt 26.500 tỷ đồng, không đạt kế hoạch nhưng lợi nhuận trước thuế toàn tổng công ty đạt 1.800 tỷ đồng, vượt 159% kế hoạch. Nộp ngân sách của tổng công ty đạt 1.100 tỷ đồng. Tổng công ty lên kế hoạch năm 2017 đạt tổng doanh thu trên 29.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.200 tỷ đồng. Chuyển sang một thông tin khác, thưa quý vị, Tổng công ty Thương mại Sài Gòn Satra vừa đăng ký bán toàn bộ 3,4 triệu cổ phiếu SBA của công ty cổ phần nhựa bao bì Sài Gòn. Số cổ phần này tương đương 40% vốn điều lệ của SBA. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 20 tháng 1 cho đến ngày 16 tháng 2 năm 2017, theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Công ty cổ phần nhựa bao bì Sài Gòn SBA có vốn điều lệ là 85 tỷ đồng, vừa đăng ký giao dịch trên thị trường Upcom từ ngày 28 tháng 12 năm 2016. Hiện tại, SBA đang giao dịch ở mức giá là 13.400 đồng một cổ phiếu. Nếu thoái vốn thành công tại mức giá này, Satra dự kiến thu về khoảng 45,5 tỷ đồng. Trong năm 2016, toàn bộ hệ thống Satra thu về gần 55.300 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2015. Lợi nhuận ước đạt gần 11.100 tỷ đồng, tăng 26,2%. Thưa quý vị, theo báo cáo tại Đại hội Cổ đông của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam VAM, trong năm 2016, doanh nghiệp này mang về hơn 11.000 tỷ đồng doanh thu, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, doanh thu sản xuất công nghiệp là gần 5.300 tỷ đồng, doanh thu thương mại dịch vụ là 2.200 tỷ đồng và doanh thu tài chính công ty mẹ là 3.800 tỷ đồng. Với kết quả này, lợi nhuận hợp nhất năm 2016 của tổng công ty này đạt mức 3.600 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với con số 4.400 tỷ đồng của năm 2015. Năm 2017, VAM đặt mục tiêu doanh thu khá khiêm tốn, gần như là tương đương với năm 2016. Cụ thể, kế hoạch doanh thu năm 2017 của VAM là 11.800 tỷ đồng, trong khi kế hoạch lợi nhuận hợp nhất là 3.600 tỷ đồng. Trước đó, hôm 12 tháng 8 năm 2016, Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức phiên IPO và đã bán ra 149,8 triệu cổ phần, tương đương 89% số cổ phần đưa ra đấu giá. Doanh thu mang về cho nhà nước là 2.100 tỷ đồng. Một thông tin khác, thưa quý vị, công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận P&G vừa công bố doanh thu năm 2016 đạt hơn 8.700 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2015. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 608 tỷ đồng, tăng 204% so với năm trước đó. Trong năm 2016, thì P&G đã khai trương thêm 31 cửa hàng và nâng tổng hệ thống cửa hàng lên con số 220 tại 40 tỉnh thành trên toàn quốc. Hầu hết các cửa hàng mới khai trương của P&G đều tọa lạc ngay vị trí đắc địa, trung tâm và có doanh thu về đích sớm hơn dự định. Điều này cũng đã góp một phần giúp tổng doanh thu và lợi nhuận của công ty tăng trưởng nhanh, vượt kế hoạch đã đề ra. Chuyển sang một thông tin khác, thưa quý vị, công ty cổ phần Cát Lợi, mã chứng khoán là CLC, vừa công bố báo cáo tài chính năm 2016. Theo đó, trong quý 4 năm 2016, CLC ghi nhận doanh thu thuần đạt trên 508 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng lợi nhuận sau thuế lại tăng đến 18%, đạt 35,5 tỷ đồng. Lũy kế cả năm 2016, CLC đạt hơn 1.800 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 112 tỷ đồng, tăng gần 10% so với năm 2015, tương đương EPS đạt 8.513 đồng. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2016, thì CLC có 663 tỷ đồng tài sản ngắn hạn, 404 tỷ đồng nợ phải trả, trong đó hơn phân nửa là nợ ngắn hạn. Chuyển sang thông tin trên thị trường thế giới. Thưa quý vị, phố Wall diễn biến trái chiều trong phiên đêm qua.
Riêng chỉ số S&P 500 tăng điểm nhờ nhóm tài chính sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed là bà Janet Yellen nhận định rằng lộ trình nâng lãi suất từ từ là hợp lý. Kết phiên giao dịch ngày 18 tháng 1, chỉ số Dow Jones giảm 0,11%, S&P 500 tăng 0,18%, còn Nasdaq tăng 0,31%. Chỉ số Dow Jones đã có 4 phiên giảm liên tiếp. Đà hưng phấn hậu bầu cử Mỹ đã bắt đầu giảm dần và rơi vào lình xình những phiên gần đây. Nhà đầu tư đang chờ đợi Tổng thống Donald Trump thực hiện những lời hứa của mình. Trước khi ông Trump nhậm chức thì nhiều chuyên gia cho rằng thị trường sẽ còn tiếp tục thận trọng. Riêng trên chỉ số S&P 500 phiên vừa qua thì nhóm tài chính tăng tốc vào cuối phiên và dừng ở mức tăng 0,8% sau khi bà Janet Yellen, Chủ tịch Fed, có bài phát biểu tại Tổ chức Giáo dục Phi lợi nhuận Commonwealth Club of California rằng lộ trình nâng lãi suất từ từ là hợp lý. Nói về nhóm tài chính thì nhóm này đã tăng điểm suốt từ khi có kết quả bầu cử hồi tháng 11. Tuy nhiên, trong phiên vừa qua, cổ phiếu Goldman Sachs giảm 0,6%, Citigroup giảm 1,7% sau khi công bố lợi nhuận quý không khả quan. Cũng về phía doanh nghiệp, cổ phiếu của Qualcomm tăng 1,5%, giúp hỗ trợ sắc xanh cho Nasdaq sau khi có thông tin cho rằng chính phủ Mỹ có thể sẽ không điều tra cáo buộc hãng này vi phạm luật chống độc quyền. Ngược lại, cổ phiếu của chuỗi bán lẻ Target giảm 5,8% sau khi hãng này công bố doanh thu mùa lễ vừa qua gây thất vọng và hạ dự báo kinh doanh năm nay. Tính chung trong phiên có khoảng 6,2 tỷ cổ phiếu được giao dịch, sắp xỉ mức trung bình 6,1 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên vừa qua. Thưa quý vị, tương tự như phố Wall đêm hôm trước thì thị trường chứng khoán châu Á hôm nay cũng diễn biến trái chiều. Riêng cổ phiếu của hãng điện tử Toshiba của Nhật Bản đã giảm giá mạnh sau thông tin hãng này cân nhắc bán mảng chip thẻ nhớ. Kết phiên giao dịch ngày 19 tháng 1, chỉ số Nikkei của Nhật Bản tăng 0,9%, S200 của Úc tăng 0,2%, Shanghai của Trung Quốc giảm 0,4%, còn Kospi của Hàn Quốc tăng 0,1%. Đáng lưu ý, trên sàn phiên 19 tháng 1 thì cổ phiếu của Toshiba giảm gần 16% sau khi tờ Nikkei đưa tin hãng này đang cân nhắc bán mạng chip thẻ nhớ để xoay sở sau khi lỗ hàng tỷ đô la trong mảng hạt nhân ở Mỹ. Tính chung trên thị trường chứng khoán Nhật Bản, nhờ đồng yên hạ giá so với đô la Mỹ mà chỉ số Nikkei giữ được sắc xanh. Ngoài ra thì Toshiba thì nhiều mã blue chip khác tăng giá, chẳng hạn như Toyota tăng 1,77%, Honda tăng 2,5%, còn Sharp tăng 4,6%. Một thông tin đáng chú ý nữa là quyết định của tòa án không bắt giữ phó chủ tịch của Samsung là ông JY Lee. Đây là tin rất đáng mừng đối với Samsung sau khi vừa mới bước ra khỏi scandal thu hồi Galaxy Note 7. Cổ phiếu của Samsung Electronics tăng 1,5%. Giá dầu tăng trong phiên cũng giúp cho các mã dầu khí tăng điểm. Chuyển sang một thông tin khác, thưa quý vị, đối diện với hàng tỷ đô la Mỹ thua lỗ trong mảng hạt nhân ở Mỹ thì hãng điện tử Toshiba đang dự tính tách rời mảng sản xuất chip thẻ nhớ vốn đang rất ăn nên làm ra nhằm tăng vốn. Tờ Nikkei của Nhật Bản đưa tin, phát ngôn viên của Toshiba cho biết hiện chưa có quyết định chính thức nào về chuyện tách mảng chip thẻ nhớ này. Toshiba có thể sẽ bán 20% cổ phần trong mảng chip với giá là 300 tỷ yên, tương đương 2,7 tỷ đô la Mỹ. Từ giữa tháng 12 năm ngoái đến nay, cổ phiếu của Toshiba đã giảm 30% sau khi hãng này công bố khoản lỗ 4,7 tỷ đô la Mỹ ở Mỹ khi kinh doanh trong mảng hạt nhân. Đây là một con số gây bất ngờ với giới đầu tư sau vụ scandal khi khai khống lợi nhuận phanh phui năm 2015 vẫn chưa qua. Trở lại với thông tin bán mạng sản xuất chip thẻ nhớ thì đây là một trong những điểm sáng hiếm hoi trong hoạt động kinh doanh của Toshiba. Nửa đầu năm tài chính 2016, mảng này thu về 50,1 tỷ yên lợi nhuận, hơn một nửa so với tổng lợi nhuận của Toshiba trong cùng kỳ. Toshiba chia sẻ lượng cổ phần trong mảng này với Western Digital Corporation. Thưa quý vị, nhóm cổ phiếu ngành tài chính đang rất được ưa chuộng tại phố Wall kể từ sau khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ. Ông Trump đã hứa sẽ nâng lãi suất, hạ thuế và nới lỏng nhiều chính sách đối với hệ thống ngân hàng. Song song với những lời hứa khả quan đó, thì ngân hàng Morgan Stanley đã công bố lợi nhuận quý 4 tăng gần 90%, mức tăng mạnh nhất kể từ khủng hoảng tài chính. Báo cáo mới công bố cho thấy 3 tháng cuối của năm 2016, Morgan Stanley đạt mức doanh thu 9 tỷ đô la Mỹ, lợi nhuận 1,7 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 90% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trên mỗi đầu cổ phiếu EPS đạt mức 81 cent, cao hơn nhiều so với mức 65 cent một cổ phiếu mà các chuyên gia đã dự báo. Riêng mảng tài sản cố định và giao dịch chứng khoán đã mang về doanh thu 1,5 tỷ đô la Mỹ, tăng gần gấp 3 lần so với mức 550 triệu đô la Mỹ của cùng kỳ. Mảng tài sản cố định là cốt lõi hoạt động của Morgan Stanley khi từng mang về doanh thu 9,6 tỷ đô la trong năm 2006, đóng góp hơn 2/3 tổng doanh thu của tập đoàn. Tuy nhiên, khủng hoảng tài chính đã khiến cho mảng này trở nên ảm đạm. Tính chung trong năm ngoái thì tổng doanh thu của Morgan Stanley giảm 1% về còn 34,6 tỷ đô la Mỹ, lợi nhuận giảm 2% về còn 6 tỷ đô la Mỹ. Thưa quý vị, hãng cung cấp dịch vụ truyền hình trên mạng streaming video Netflix vừa công bố báo cáo quý 4 năm 2016. Theo đó thì trong quý vừa qua, Netflix có thêm 7,1 triệu thuê bao mới trên toàn cầu, tăng gần 1/3 so với quý trước đó. Đây là một kết quả đầy khả quan đối với tham vọng gia tăng hoạt động ở các thị trường ngoài Mỹ.
Trước đó thì các chuyên gia dự báo trong quý 4, lượng thuê bao mới đăng ký của Netflix chỉ đạt 5,2 triệu thuê bao. Cụ thể thì trong bản báo cáo của Netflix thì trong quý 4 có thêm 5,1 triệu thuê bao ngoài Mỹ và 1,9 triệu thuê bao tại sân nhà. Doanh thu đạt mức 2,48 tỷ đô la, tăng 35,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Netflix dự tính sẽ nâng tổng số giờ phát sóng lên hơn 1.000 giờ phát sóng trong năm nay so với 600 giờ của năm ngoái. Hãng cũng dự báo trong quý 1 năm 2017 này sẽ có thêm 1,5 triệu thuê bao mới ở Mỹ và 3,7 triệu thuê bao mới ở nước ngoài. Netflix hiện đang chịu sự cạnh tranh từ các dịch vụ streaming video khác, chẳng hạn như Amazon Prime của đại gia bán lẻ Amazon.com. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần cập nhật những thông tin thị trường đáng chú ý. Ngay sau phút giải lao, chúng ta sẽ cùng đến với phần 3 của chương trình, phần bình luận chuyên sâu.